Có biến rồi cô chú anh chị ơi. Nghe bây giờ có biến rồi cô chú anh chị. Bây giờ nhân vật nhân vật như là bên vực cho ông Lê Tùng Vân nha. Ai biết thì tôi nói vậy đó. Rồi đó, quay quay không có đường hay tao à. Ông vô duyên à, tôi muốn quay đâu quay, tụi quay ông hả? Tôi quay ngày hôm nay nè ông nội. Quay ông à. Ăn ra mới đập. Thì ông né ra đi, ông né ra đi, ông mang mang vô điện thoại tôi chứ. Đúng không? Có biến. Có biến. Biến à. Thôi. Đi vô. Đụng má ông cũng sợ không hả? Mày nói sao vô à? Đi vô à? Đụng má. Đi. Thôi bỏ ơi. Gì? Thôi. Rồi thì xin kính chào tất cả các chú anh chị. Thì ở đây là bạn biết có cái kênh YouTube đó chính là Sống Vì Cộng Đồng. Thì cái thời điểm mà lúc nãy thì có một con nhân vật áo đỏ bịch khẩu trang thì không biết là ai. Xin bạn biết cho mình cũng như là quý vị khán giả hiểu được cái câu chuyện mà tại sao người đàn ông đó lại đến cái chỗ mà bạn đang quay phim đó, có những cái thái độ như vậy, giữa bạn và cái người đàn ông lúc nãy là có cái mâu thuẫn gì vậy? Thì mình cũng chia sẻ như này, thì chia sẻ khán giả của Thanh Quyền cũng như khán giả Sống Đồng được biết luôn. Thì cái ông nãy là ông mới lạ. À, lúc trước ông cũng có làm YouTube về câu chuyện Hiền Am, ông cũng bảo vệ gì lên án Hiền Am, nhưng mà sau này á thì ông mới quay trở lại phía bên kia đó. Thì hồi nãy mình quay thì không biết, tự nhiên ông ngồi trong quán với mấy người nào á, ba bốn người gì á, thì mình đâu có để ý, đâu có biết ổng trong đó đâu. Mình cứ đứng quay như thường lệ, đứng đó mình quay đang quay được cái nguyên cái toàn vẹn cái khu vực Hiền Am nè, cho cô chú anh chị biết ngày hôm nay diễn biến, khi mà sau diễn biến thì phong cảnh Hiền Am như thế nào. Thì tự nhiên không, ổng đâu trong quán đi ra, thì tôi mới tình cờ thấy ổng, tôi mới hỏi thăm thôi. Nói chung dù ít dù nhiều thì trước kia ổng cũng từng có đi chung với tôi một hai lần. Thì tôi hỏi thăm ổng mà tự nhiên sao cái ổng lại ý của ổng là muốn kiếm chuyện, không cho mình quay. Thì mình mới tức quá, mình mới nói là ổng là ủa tôi quay Hiền Am chứ quay ai, chú quyền hạn nhiều chú không cho con quay. Thì ổng nói tại sao mày cứ quay, mày quay tao, tao không có cho phép mày quay tao. Nhưng mà ngộ cái là mình quay Hiền Am tự nhiên cố tình đi vô cái màn hình mình không quay, ổng chen ràng thì mình có quyền nói lại. Có nghĩa là nói chung là cái ý ổng muốn kiếm chuyện với mình.
nói thẳng có nghĩa là cái nhân vật đó là trước kia là cũng từng lên án Thiền Am, đúng rồi, nhưng mà còn ngày hôm nay là đã quay sang bảo vệ cho Thiền Am rồi. Đúng rồi, nói chung cái bảo vệ thì mình chưa biết xác định là có bảo vệ hay không. Nhưng mà những cái vấn đề như là về cái việc phía mà Mạnh Thường Quân của Thiền Am á, là thấy ông có cái sự gần gũi đó, rồi chẳng hạn như vừa Tết vừa rồi thì nghe nói là bên phía Mạnh Quân Thiền Am cũng có lì xì cho ông tiền Tết rồi này kia. Thì tất nhiên nếu mà không này kia làm sao mà cái khoe cánh Thiền Am nó lì xì. Chẳng đúng hạn rồi. Như mấy anh em mình lên án Thiền Am có mấy đời mà bên đó nó lì xì cho mình không? Không có chuyện đó rồi. Thì nó phải như thế nào? Thì theo tôi nghĩ là ngày hôm nay khả năng á là ông cũng đến đây để ông nắm thông tin cho cái tụi Thiền Am thôi. Tại vì thật chắc là cái khoe cánh mà làm YouTube Thiền Am nó không bao giờ dám bán mảng tới đây rồi. Đúng rồi. Đặc biệt cái ông này cũng lớn tuổi, thì ví dụ ông đến đây người ta cũng thấy ông lớn tuổi, người ta cũng khí xó bỏ qua. Thì chẳng hạn như tôi nãy thôi, nữa thẳng á, tôi cũng kìm dữ lắm. Nếu mà ông nhỏ nhỏ là có chuyện luôn á, mà tại mình nghĩ á, thứ nhất á là mình cũng từng có lần đi chung quen biết ông rồi, còn cái chuyện ông làm trên mạng thì tự lương tâm ông hiểu đó, nên mình cũng không muốn này kia. Chứ thực tế chứ nãy tôi nóng thiệt, nóng rung luôn á, tôi đang cầm cái quay thiệt tôi thèm dố ông rồi á, nhưng mà ông mà không can á, nói thẳng nãy ông không can á là thể là dây dưa là tôi cứ thiệt. Tôi mong ông lấy cục đất ông khoan tôi cái đi, không biết là cái gì. Nhiều khi mình ấy ông trước thì ông nói mình này kia chứ. Nó thiệt giờ tới giờ tôi còn tức mà. Thì đó, ra rõ ràng nè, như Thanh Quyền cũng thấy rõ ràng, tự nhiên tôi quay ông nghe gì lùm chùm, ông mấy ông mới đứng từ xa ông quan sát thôi. Rõ ràng tự nhiên tôi quay cái tự nhiên ông bang bang là ông hỏi mình không là đó rõ là ngàn là ý ông muốn kiếm chuyện. Thì theo tôi nghĩ là thứ nhất là bên cái tụi Hảo Vũ đâu á, Hảo Vũ là cái Mạnh Thường Quân mà của Thiền Am đúng không? Thiền Am đó thì Hảo Vũ thì nói chung nói Hảo Vũ khán giả hay cũng biết là ổng đi tới là ý ổng muốn không cho mình quay. Thứ hai là vấn đề ổng tới đây ổng nắm bắt thông tin thì xong rồi ổng cũng đi rồi đó. Đó thì ổng đi chung với mấy người, ổng chắc ổng nghĩ đi với mấy người đi đông lúc nãy cũng đi. Đi bao người chắc nghĩ chắc có mấy người đó nghĩ thấy có tôi với ông định ăn hiếp. Mà ăn hiếp gì, mình cuộc sống mà có áp lực đúng không? Nhưng mà rõ ràng thôi, mình đâu làm vậy, tiện đang quay phim không bang bang là ông làm chuyện tào lao. Mà tôi nói với quý vị á, nói thật chứ nhiều khi mấy anh em đi về cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà cũng chấp nhận đi quay để cập nhật cho quý vị. Như vừa rồi á, nói thật, không có hành quyền này sẽ xảy ra chuyện gì. Nên thiệt, nóng lắm tới giờ mà tôi còn rung trong người nè, bực á. Nhiều khi là cái nhân vật đó là kích động để cho bạn nóng. Đúng rồi. Lỡ mà bạn ra tay thì tôi không bình tĩnh, bởi vì tôi cố tình tôi đẩy ông ra là như vậy. Ông cứ sáp là thứ nhất á là ông muốn mình quýnh ông đi. Quýnh ông thì ông có cái lý cái cớ. Ông khóc lóc với Mạnh Quân ông là một chuyện, rồi ông có thể là ông đưa mình ra pháp lý nữa. Rõ ràng cái vụ mà Quốc Bảo cái đợt mà ở cái phiên tòa đó, cái chiêu của cái phe cánh tụi đó thôi. Tại vì tôi hỏi Thanh Quyền với tất cả quý vị theo dõi câu chuyện cũng biết, hở mà cứ cái tụi YouTube hoặc những người bảo vệ cho Thiền Am, hở mà bị cái gì thôi là bắt đầu kêu rồi. Đúng rồi. Như vụ Quốc Bảo thôi. Cái vụ mà bị một hai chị nữ gì tán kêu gọi cái vài trăm triệu. Quá ngon. Cho nên nếu mà khi mà tìm hiểu được cái câu chuyện này, mình phải bình tĩnh. Tôi mà nãy không bình tĩnh này. Như cái giai đoạn mà ông cầm cái cục đất lên là tôi thủ sẵn rồi, tôi cầm cái cây là phải tôi đập luôn á. Nhưng mà ông không can, ông mà không ra can chắc nếu mà xô xát luôn á. Thật giờ tới giờ tôi bức nó thiệt nhiều, như mà nãy như Quốc Bảo hay là cái thằng Đinh Quân gì đây đi. Thử ơi, có chuyện liền. Nếu mà trẻ trẻ như tôi thì tại mình nghĩ ông cũng lớn tuổi. Nhiều khi là người ta sẽ gài mình vô một cái thế nhiều khi người ta chịu, người ta kiếm chuyện, người ta thách thức mình, chấp nhận chịu đòn. Mình lỡ mình ra tay người ta mà có thương tích này kia, bắt đầu người ta có cái cớ để lúc đó người ta đi kiện, người ta thưa kiện mình ra pháp luật này kia, rất là phức tạp. Bên đó là họ hết đường rồi. Họ dùng thủ đoạn để như là về nói về cái vấn đề lý luận á. Về cái sự việc đúng sai họ không còn đường để nói, tại vì cái vấn đề Thiền Am nó quá rõ ràng đó. Mà kể cả đến giờ phút này ai nấy cũng biết rồi. Như sáng này cái vấn đề mấy ông giáo cũng ra đến đưa mấy tu nữ đi tiếp tục trong việc điều tra gì đó mình không biết. Nhưng mà ai cũng biết rồi đó. Cho nên bây giờ họ tìm cách để làm sao, làm để đâu đó một hai người của bên mà lên án Thiền Am bị một cái gì đó pháp lý, để họ y như là cái kiểu như họ kiếm cái cơ hội để họ có cái để nói mỉa mai.
bởi vì nhiều khi nó thiệt nãy tôi thiệt giờ suy nghĩ mình tức mẹ gõ gẹn kiếm chuyện gõ gẹn tôi có quay khúc quay khúc tôi cũng đăng cho khán giả coi cho để khán giả người ta biết chứ không phải nói tôi sợ. Thưa cô chú anh chị thì rõ ràng chúng ta đã thấy một cái sự việc của những người bảo vệ Thiền Am, đặc biệt là những người mà được gọi là mạnh thường quân của Thiền Am đó, họ gọi là tặng tiền hoặc là cho tiền để mà có thể là họ là đi lấy thông tin rồi thậm chí là gài những cái anh em mà lên án Thiền Am vô một trong những cái bẫy cực kỳ nguy hiểm. Như cái ngày mà chị Hằng đến không biết ông có hay không, có thấy vô lý ông tu quay lại giật điện thoại thôi. Thấy chuyện thấy nó họ cố tình làm những chuyện như vậy. Đúng rồi, để nhưng tạo nếu mình không bình tĩnh mình không này kia là nó lại khác vậy. Nhưng mà tại sao mà phía bên đó lại ghét bạn như vậy, rất là nhiều người. Tôi là tại vì cái vấn đề thứ nhất á là ngày xưa á là tôi là người vận chuyển lương thực cho cái tụi Hiền Am này ở Kiến Tường. Dưới giữa cái tụi Hiền Am này với cái bà Tú Nga là một cái mạnh quân mua chiếc xe. Là dù ít dù nhiều tôi cũng biết một số. Đó. Rồi thời gian đó tôi mới hiểu chuyện ra, tôi mới lên tiếng rồi đâm ra từ đó họ hù hận tôi. Bà kể cả bà Lan cũng vậy, bà khuyên ngăn tôi, thậm chí tôi chửi là bà luôn. Bà điện bà khuyên ngăn tôi là đừng có chuyện làm vậy, rồi cứ nghe lời cô đi, rồi sau này con cuộc sống con nó đỡ, chứ bây giờ con lên tiếng vậy sau này con cũng khổ à. Đó, đâm ra mình chạm từ ái với cái chuyện của mình thanh niên, mình đâu có đặt nặng vô cái chuyện đó, mình còn sức khỏe mà. Thì tôi mới nẹt nộ là bả, thậm chí tôi chửi bả luôn qua cuộc điện thoại. Thì từ đó về sau này những người bên đó người ta rất là ghét tôi, tại cái tánh tôi thẳng thẳng hắn, không biết nịnh nọt, không biết gì có sao nói vậy. Còn ai mà xúi dục bậy bạ là tôi chửi hẳn, chửi dằn mặt hẳn luôn. Cho nên họ hù hẳn. Và cái cả thời gian đó khi tôi bóc trần ra thì rất là nhiều mạnh quân á, tại hồi đó là trên không gian mạng về câu chuyện Nga người ta đang chú ý tôi, tại tôi là người trực tiếp cái lúc mà thời điểm mà Hiền Am đi cách ly, chỉ duy nhất của mình tôi là người đi đưa quần áo gửi cơm nước cho Hiền Am thôi, ngoài ra là không có một YouTuber nào luôn, chỉ duy nhất độc quyền mình tôi. Nhưng mà theo cái thông tin mà dạo gần đây thì những người mà đường đưa thức ăn hay đưa quần áo cho Hiền Am thì sẽ được tặng tiền và cho tiền, cái thời điểm đó là bạn có được không? Tôi nói chung thời điểm đó là thực tế là mình làm gì cái tâm mà đôi khi thì cũng có người cho tiền xăng, có nói thật là có 1-2 triệu, thì ông nghĩ 1-2 triệu mà đi vài trăm cây số không bằng đâu, có đáng đâu, nhưng mà mình chỉ nghĩ là mình đi bằng cái tâm thôi, chứ mình đâu ngoài ra mình đâu có suy nghĩ gì. Đó, mà sau khi mình đi giúp họ về, họ tủi ơn, họ quay lại chà đạp, thậm chí họ tìm cách đẩy mình, xua đẩy mình, hạ nhục mình, tại vì họ thấy mình đang được sự chú ý của cộng đồng á, mà không nghe theo cái sự chỉ dẫn hay không nghe theo cái gì đó. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800 ngàn, một ký là 1,6 triệu nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750 ngàn, 1 lít là 1,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.